cả mọi người đã đến với kênh của Vườn Nhà Thao Huyền nhé. Hôm nay trời cũng không có được đẹp lắm đâu mọi người, nhưng mà tại vì hôm nay á, hoa tại nhà Huyền nó nở nên Huyền muốn làm cái video này để chia sẻ hoa của nhà Huyền đang nở cho mọi người cùng ngắm nhé. Hoa hôm nay Huyền muốn chia sẻ với mọi người á là thạch thảo trắng kép. Đây mọi người thấy những cái cành hoa đang trước mặt Huyền không? À, đó, rất là xinh luôn, đang nở rộ đồng loạt đều luôn nha mọi người. Đây, mọi người thấy không? À, nói về cái thạch thảo này á, thì muốn chia sẻ với mọi người nè. À, ở đây á, vườn của Hiền trồng á, là mọi người thấy nè, Hiền bỏ phân bò, chủ yếu là phân bò, và Hiền hoàn toàn không có dùng phân hóa học nên nha mọi người. Nè, hoa đường kính sai hoa thì rất là to. Đây mọi người, khi á, mà nó còn nụ nè mọi người, là nó hơi hồng hồng như thế này. Hồng hồng nè mọi người thấy không? Còn khi mà nó nở ra thì nó sẽ là màu trắng, nó mất đi cái phần màu hồng đó. À, vườn Hiền á là hồi nãy Hiền nói rồi á, là Hiền không có dùng cái phân hóa học đó mọi người, chỉ dùng phân bò mà Hiền trộn chung với đất ở đây nè. Như cái video hôm trước Hiền đã chia sẻ rồi đó, Hiền trồng ngoài vườn là Hiền chỉ trộn phân bò đó. Thì Hiền trồng ở đây chủ yếu á là Hiền để Hiền lấy giống thôi, chứ Hiền không có dùng một cái kích thích cái gì. Còn nếu mà ai mà muốn trồng mà để dùng mà làm cắt cành đó mọi người, thì nên thắp điện, để cho thắp điện vào ban đêm á, cho cái cành nó sẽ được cao hơn. Còn nhà Hiền trồng lấy giống và Hiền không có thắp điện nên nó chỉ lùng lùng thắp thắp như thế này thôi. Đó, Hiền trồng Hiền không có kích thích này, nên mọi người thấy không? Nè, những cái mầm của nó mới lên nè, rất là cứng cáp, rất là khỏe, chắc khỏe nha mọi người. Nè, rất là cứng luôn. Mầm như này á, về á, nếu mà ship ở gần á, hầu như là tỷ lệ sống á, của mầm tại vườn của Hiền á, là 100% nha mọi người. Còn ship xa á, thì nó sẽ có cái độ héo thì Hiền không có đảm bảo được. Nè, đây, hoa này rất là đẹp nè mọi người. Nè, một cành á, nó rất là siêu nụ, rất là nhiều nụ. Mình đếm rất là nhiều nụ mọi người thấy không? Nhiều nụ, nhiều cành chỉ ra nữa. Rất là đẹp luôn. Nếu mà Hiền thì Hiền chưa có thắp điện, nhưng mà nếu mà thắp điện mấy vườn tháng mà thắp điện á, như Hiền thấy á, là chắc nó sẽ cao lên thêm đùng khúc nữa đây nè, là phù hợp với các cành. Còn vườn nhà Hiền đó là nó lùng lùng như thế này nè. Đó mọi người thấy không? Nè, có nhiều cây nó rất là lùng như thế này mà nó đã nở hoa nè mọi người. Mọi người thấy không? Nó bằng chưa bằng một gang tay của mình nữa nó đã nở hoa rồi. Còn nếu mà mình thắp điện á thì nó cao hơn chút, nhưng mà Hiền ở đây Hiền làm giống. À, Hiền nói cái vấn đề này nãy giờ hay dài dòng quá rồi. À, đây, mọi người nhìn rõ cái hoa đi chưa nè. Nè, Hiền so cái đường kính hoa cho mọi người thấy nè, so với cái ngón tay của Hiền nè. Mọi người thấy không? Nè, nó rất là to luôn nè. Nó bằng hai cái lóng tay của Hiền á, hai cái lóng tay nha mọi người. Cái đường kính của hoa á, rất là đẹp mà nhiều nụ nữa. Đây, mọi người theo như nhiều người chơi á, người ta quan niệm người ta không có thích trồng màu trắng hay gì đó, người ta kiêng màu trắng á mọi người. Người ta cứ bảo là trồng màu trắng là nhìn nó lạnh lẽo, nó không có tốt á. Nhưng mà Hiền á, riêng Hiền á, Hiền thấy á, màu trắng này nhìn nó rất là tinh khôi, nhìn nó rất là kiểu như nó trong sáng lắm, chứ không có cái vẻ mà trắng mà u ám hay là gì đâu nha mọi người. Nè, nhìn rất là đẹp luôn. Nè, nhiều nụ nữa, rất là lâu tàn nha mọi người. Nó y chang như cái thạch thảo tím hôm bữa Hiền đã chia sẻ. Hoa này rất là lâu tàn. Kìa, cái vườn thạch thảo tím của Hiền nè, Hiền làm video từ bữa giờ á, mà vẫn còn rất là tươi kìa mọi người. Đó, vẫn còn đang nở đó. Những cái búp như thế này nè mọi người, bắt đầu cái này bắt đầu tàn thì cái này bắt đầu nở rất là lâu. Đó, mọi người thấy đó, cái vườn thạch thảo tím kìa, đến giờ mà vẫn còn rất là nhiều. Hoa đẹp, chơi bền thì việc gì mà mình không trồng cái chứ. Rất là đẹp lại rẻ nữa. Mọi người á, ai mà có nhu cầu á, mà mua giống về trồng hay là cần hàng cho công trình hay là sao đó, cứ liên hệ Hiền. Hiền sẽ đảm bảo với mọi người là ship tận răng luôn, tới tận nhà, chỉ cần có tiền là có hết. Hôm nay Hiền chỉ chia sẻ với mọi người về cái thạch thảo chân đó thôi. Còn những cái giá thể hay cái gì á, Hiền đã chia sẻ những cái video lần trước rồi. Mọi người có thể xem lại để biết hơn về cái cách trồng của vườn nhà Hiền. Cái đó cũng chỉ là kinh nghiệm của vườn nhà Hiền thôi, chứ Hiền không có cho cái việc làm của Hiền là đúng, mọi người là sai, nhưng mà cái đó là kinh nghiệm của vườn Hiền thôi.
À, thôi Hiền nói đến đây là đủ rồi. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town.